Em chào mừng các bác nha. Hôm nay kênh em giới thiệu cũng như là review test jack cặp loa hàng của Mỹ Xịn này các bác. Đây là loa EV34 tấc và một chấp kèn nằm ở bên trên, cùng với lại bốn lỗ thông hơi nằm ở hai bên loa nha các bác. Tình trạng loa là còn rất mới, rất đẹp và hàng zin bao xịn cho anh em 100% luôn. Rồi em sẽ soi thông số đây. Hiện tại em đã câu dây sẵn hết trơn rồi, thế xíu em chỉ việc test nhạc cho anh em nghe thôi. Đánh rất là hay các bác ạ. Đánh tuyệt vời hay rồi. Đây là model này, loa EVS152. Đây dòng này dòng sản xuất tại Mỹ nha, Made in USA. Trở kháng là 8 ohm và công suất là 200W trung bình đầu vào và maximum nó tầm khoảng là 350W nha các bác. Đây em đã câu dây sắn rồi. Này, tí xíu em sẽ test nha. Đó, về tình trạng là vỏ thùng này các bác xem đây, vỏ thùng là thùng này rất là mới luôn, hầu như là cái cặp loa EV này mới khoảng 95% đổ lên rồi. Đó, rất là mới luôn, mới từ vỏ thùng, từ loa chép cho đến loa bass luôn các bác này. Đó, loa bass 40 nha, rất là mới luôn. Em càng còn đẹp keng luôn các bác ạ. Một cái chữ EV của logo EV đây nha, nằm ở phía bên góc bên phải này. Đó, rất là đẹp luôn. Em sẽ test nhạc cho anh em. Trước tiên thì em sẽ test nhạc bolero, sau đó là em sẽ test nhạc độc nha, nhạc remix cho anh em nghe luôn. Đám bass cực kỳ ấn tượng. Đó, loa bên trong là loa bass 40, còn bên trên là loa chấp kèn này. Đó, cặp này mới quá các bác ơi, mua về chỉ việc hát thôi, không có phải sửa chữa hay nào. Không có cần mà mình trang bị thêm một cái gì nữa, bởi vì loa nó còn nguyên bản nguyên zin rồi. Đó, các bác cứ yên tâm về cái độ zin của loa nha. Đó, mới quá mới này các bác này. Chỉ có một cặp thôi, mới rất là mới luôn. Mới cực kỳ mới các bác ạ. Đó, em nhìn em còn mê nữa mà. Đó, em sẽ test này. Và trước khi test em cũng xin mua giá luôn là 14 triệu đồng cho một cặp loa EVS152. Dòng này dòng của Mỹ Xịn nha các bác. Rồi giá là 14 triệu đồng cho một đôi này. Thank you.
340 nha các bác. Một bass 40 và một loa chép này, nền bass như bom luôn. Bass đánh rất là hay cùng với lại loa chép cực kỳ sáng các bác ạ. Đây bass 40 và cái thùng của loa này tương đối là khá nhỏ gọn nha, chứ nó không có bè như là những cái thùng loa khác. Và đặc biệt là cái nỉ của loa còn rất là mới, rất là đẹp các bác này, đẹp khoảng 95% rồi. Đây giá là 14 triệu đồng này. Và nó là em test nhạc là nó hay trên cả tuyệt vời luôn, nó trên tầm tiền nhiều các bác ạ. Đó, mình hát karaoke, mình chơi ngoài trời, mình chơi ngoài hiên được, cũng như là mình có thể là vừa nghe nhạc vừa hát rồi vừa trưng bày luôn, bởi vì cặp loa này còn rất là mới, rất là đẹp luôn. Đó, bass đánh cũng khá là ok, thậm chí là em đang test ngoài trời đấy, và cùng với là một con đẩy cỏ thôi, chứ chưa qua vang số hay là chưa qua dàn lọc xì hay là nâng tiếng hay là mixer gì hết. Đây, em chỉ test đẩy đấu thẳng vô nha các bác. Đây, giá là 14 triệu đồng cho một đô này, đánh khá chất trong tầm tiền rồi. Và các bác quan tâm liên hệ cho em qua số điện thoại 0966 812 781. Em ship hàng toàn quốc. Và em xin cảm ơn, xin kính chào tạm biệt ạ.